rồi nhá. Lê Văn Đô.
Loa bây giờ phải đi xuống. Bekabo nữa là to khỏe của người Loa. Hugo bao nhiêu đôi bỏ của người Loa đi. Hôm nay dừng như thế đấy. Dừng như thế. Mời chuẩn bị Loa đi các em. Chuẩn bị loa đi, mấy em ơi. Rồi,